Khu du lịch Trung Quốc lắp đèn giao thông cho lạc đà trên sa mạc. Tại thắng cảnh núi Minh Sa và suối Lưỡi Liềm ở sa mạc Cung Tác, Trung Quốc, cưỡi lạc đà đã trở thành thú vui phổ biến. Lượng du khách tới đây đông đúc đến mức chính quyền địa phương phải sử dụng đến đèn giao thông như trong thành phố để tránh ùn tắc. Theo trang Oddity Central thuộc Vương quốc Anh, tại cồn cát của núi Minh Sa và công viên tự nhiên Hồ Bán Nguyệt ở tỉnh Tam Cúc phía tây bắc Trung Quốc, du khách sẽ được chứng kiến những cột đèn giao thông hoạt động giữa sa mạc. Trong kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5 hàng năm, hàng nghìn người đã đổ về những điểm du lịch tự nhiên này và tham gia nhiều hoạt động khác nhau, trong đó phổ biến nhất chính là cưỡi lạc đà. Trong năm 2023, chỉ riêng tại danh lam thắng cảnh núi Minh Sa và suối Lưỡi Liềm có khoảng 2.400 con lạc đà phục vụ hàng chục nghìn khách du lịch mỗi ngày. Tình trạng đông đúc này đã dẫn đến vấn đề ùn tắc nghiêm trọng trên sa mạc. Để khắc phục vấn đề trên, chính quyền địa phương đã tìm ra một giải pháp ấn tượng, đó là đèn giao thông dành cho lạc đà. Khi đèn giao thông hiển thị màu đỏ, lạc đà phải dừng lại để nhường đường cho người đi bộ. Khi đèn giao thông hiển thị màu xanh, lạc đà có thể đi qua. Nhờ hệ thống đèn giao thông thông minh, tình trạng tắc nghẽn lạc đà đã được giải quyết một phần. Trong kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5 năm nay, ít nhất 240 triệu người Trung Quốc đã đi du lịch trên toàn quốc. Nhiều người đã đổ xô đến các danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Một số điểm tham quan đông đúc đến mức giới chức trách phải đưa ra thông báo kêu gọi tạm dừng đón khách. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ tài xế taxi chặt chém du khách nước ngoài 500.000 đồng cho quãng đường rất ngắn. Và liên quan đến vụ việc này, công an quận Hoàn Kiếm cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh. Trước đó, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin về việc hai du khách người Pháp đi xe khách từ Sapa, tỉnh Lào Cai, về Hà Nội thì được nhà xe trả xuống ở phố Trần Nhật Duật. Sau khi xuống xe khách, hai du khách này hỏi taxi về phố Chợ Gạo, cách điểm đó 50m thì bị một tài xế taxi lấy giá cước là 500.000 đồng. Đáng nói, khi thấy hộ chiếu của hai du khách quên trên xe, tài xế taxi đã quay lại trả nhưng đòi thêm 500.000 đồng nữa. Theo hình ảnh được đăng tải kèm bài viết, xe taxi mang biển số màu trắng 30E11291 có biển Grab Taxi trên nóc, đồng thời ở kính sau dán số điện thoại 024-62-528-528, hãng taxi sao thủ đô. Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí, đại diện hãng taxi sao thủ đô cho biết đơn vị đã nhận được thông tin vụ việc trên và đã phối hợp làm việc với công an quận Hoàn Kiếm. Thưa quý vị, thông tin ban đầu, chủ xe ô tô biển kiểm soát 30E11291 từng làm việc với hãng, nhưng cách đây 2 năm thì hãng đã thanh lý hợp đồng. Đại diện hãng taxi sao thủ đô cho biết đơn vị đã nhận được thông tin vụ việc trên và đã liên hệ với chủ cũ của chiếc xe này, thì nhận được thông tin là họ đã bán xe cho người khác cách đây 1 năm. Đơn vị này nhận sai sót vì chưa bóc số điện thoại của hãng khỏi taxi khi mà thanh lý hợp đồng. Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ, tỉnh Hà Nam quy mô 2 tầng kết nối với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình và vành đai 5 vùng thủ đô đang trong tương lai, hiện đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tuy nhiên bên cạnh đó là những nguy cơ về mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Sau đây là phản ánh của phóng viên VTC14. Ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào dịp lễ Tết và những ngày cuối tuần. Nguyên nhân là do hoạt động rào đường thi công nút giao thông Phú Thứ trên cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình gây ra. Theo phản ánh, tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình hiện có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, nhất là vào những ngày cuối tuần. Bên cạnh đó, ngay khu vực là hai nút giao Liêm Tuyền và Vực Vòng, đi về Nam Định, Hà Nam và Thái Bình nên đã gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông liên tục, đặc biệt là vào những thời điểm mật độ phương tiện gia tăng. Đơn vị đang cố gắng để đẩy nhanh cái tiến độ thi công, chắc là rơi vào khoảng độ 2 đến 3 tuần nữa thì có thể là hoàn thành được cái khối lượng công việc, thì có thể đảm bảo được cái xe lưu thông nó không bị vấn đề gì nữa. Theo nhà thầu và đơn vị thi công, việc triển khai nút giao Phú Thứ trên cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình sẽ không tránh khỏi những vấn đề bất cập tồn tại về tổ chức giao thông. Vì thế, trước mắt sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao mặt bằng đường mới cho nhà đầu tư BOT, đồng thời tăng cường hoạt động ứng trực phối hợp với các lực lượng để phân luồng, đảm bảo giao thông mỗi khi xảy ra các sự cố. Trong tháng 6 này sẽ hoàn thành cái phạm vi cao tốc để và thứ hai, hai nhánh lên xuống để có thể điều tiết giao thông thông qua hai nhánh lên xuống. Chúng tôi
có thể vào làm trong cái cao tốc phần hầm và phần đường trong đấy. Thì sau khi hoàn thành xong sẽ tránh được cái ùn tắc giao thông qua cái phạm vi nút. Cái công của nhà thầu ấy thì nó có cái việc là thì một số cái vị trí làn khẩn cấp nó sẽ bị ảnh hưởng dẫn cái việc lưu thông khi mà có sự cố vào cái vị trí đấy. Thì tuy nhiên thì để mà giải quyết được hoặc là cảnh ngăn ngừa được những cái sự cố không mong muốn xảy ra thì là cũng rất mong muốn là các cái lái xe hoặc chủ phương tiện khi mà di chuyển qua cái cung đường này thì hết sức lưu ý và tập trung và tuân thủ theo đúng các cái biển báo cũng như là các cái quy định đã được hướng dẫn để đảm bảo cái việc lưu thông nó thuận tiện nhất. Được biết, nút giao Phú Thứ liên thông với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình theo quy hoạch vành đai 5 của thủ đô Hà Nội, nằm tại cửa ngõ phía Bắc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nút giao gồm một tầng hầm và một tầng nổi. Tầng hầm nằm trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 120 km/h. Tầng nổi có 4 nhánh ra vào cao tốc, kết nối với vành đai 5 vùng thủ đô trong tương lai và đường địa phương. Cũng theo quy hoạch, tầng 3 của dự án nút giao Phú Thứ sẽ là cầu vượt vành đai 5 vùng thủ đô, vượt cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm hoạt động xuất nhập khẩu nông sản tăng cao. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phát huy vai trò của các rào cản kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu cơ quan kiểm dịch thực vật ở các cửa khẩu kiểm soát chặt chẽ nông sản nhập khẩu, đề phòng địch hại xâm nhập vào nước ta, và đặc biệt là để ngăn chặn nông sản không đảm bảo an toàn thực phẩm đi sâu vào nội địa. Phản ánh tại Lạng Sơn, nơi có lượng nông sản nhập khẩu lớn qua các cửa khẩu. Trạm kiểm dịch thực vật Tân Thanh vừa được trang bị hệ thống kính lúp soi nổi hiện đại. Hệ thống này kết nối với máy giám định từ xa, giúp các giám định viên có thể xét nghiệm những chỉ tiêu khó. Hệ thống sẽ kết nối với các chuyên gia đầu ngành của Cục Bảo vệ Thực vật ở Hà Nội. Thiết bị này có một điểm đặc biệt và rất là tiện lợi, đó là khi chúng tôi phát hiện có sự nghi ngờ đối với những sinh vật gây hại, thì chúng tôi có thể kết nối trực tiếp với trung tâm giám định thuộc Cục Bảo vệ Thực vật để có thể đưa ra kết quả chính xác nhất đối với sinh vật gây hại đó. Khi mà phát hiện thấy cái đối tượng, cái sinh vật gây hại mà anh em ở cửa khẩu chưa quyết định được ngay, thì bình thường thì là phải gửi mẫu về để cục thẩm tra quyết định lần cuối. Tuy nhiên thì bây giờ có cái giám định trực tuyến đối với Cục Bảo vệ Thực vật. Do vậy mà anh em đưa mẫu và ở dưới các trung tâm giám định của Cục Bảo vệ Thực vật sẽ hỗ trợ cho Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 để kết luận cái tình trạng của lô hàng. Và trên cái cơ sở đó thì cái lô hàng được thông quan hay là phải áp dụng các biện pháp xử lý thì cũng rất là nhanh. Theo Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7, vào mùa hè, lượng hàng nông sản thông quan qua cửa khẩu Lạng Sơn đã tăng đáng kể về số lượng và loại hình sản phẩm. Tuy vậy, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu đã tăng cường kiểm soát để đảm bảo an toàn các mặt hàng và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh ngoại lai. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn có tổng cộng 7 cửa khẩu hoạt động trong việc thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa, bao gồm Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma, Nà Nưa, Na Hình, Cốc Nam và cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng. Các mặt hàng trái cây, hoa quả tươi và nông sản chủ yếu được xử lý qua hai cửa khẩu là Tân Thanh và Hữu Nghị. Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 đã tăng cường nhân lực tại trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu Tân Thanh và thực hiện kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng nông sản thông quan qua các cửa khẩu, đồng thời đánh giá các yếu tố như nhãn mác, khu vực sản xuất, tình trạng bệnh hại để giảm thiểu rủi ro và hạn chế thiệt hại kinh tế. Bên cạnh những rào cản đã có về vệ sinh an toàn thực phẩm, về SPS, thì những rào cản về kỹ thuật, ví dụ như là IUU cũng là dạng rào cản, rồi gỗ bất hợp, khai thác gỗ hợp pháp cũng là một loại rào cản. Và gần đây là cái biện pháp về điều tra chống trợ cấp thì cũng là một rào cản thương mại. Thì tất cả những cái đấy thì lãnh đạo bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, đơn vị kỹ thuật, cục chất lượng, cục thú y, cục bảo vệ thực vật thì xử lý những vấn đề về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong những năm gần đây, chất lượng trái cây, nông sản khô nhập từ Trung Quốc được cải thiện hơn. Những mẫu hàng phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật giảm rõ rệt.